À, chào các bạn. Hôm nay nếu được phép và nếu có thể thì tôi xin đưa ra một lời khuyên tốt nhất theo quan điểm của tôi cho các bạn muốn học đàn chơi nhạc. Thì đó là các bạn hãy đầu tư thời gian để nghe nhạc. Giống như chúng ta mà muốn viết văn thì chúng ta phải đầu tư để chúng ta đọc. Chúng ta muốn vẽ tranh thì chúng ta phải học cách xem tranh, học cách xem bên ngoài. Tất nhiên nó còn nhiều thứ khác nhưng mà cái đó là cái chủ yếu. Và nếu chúng ta muốn chơi nhạc thì chúng ta phải đầu tư để nghe nhạc. Thế bây giờ các bạn sẽ hỏi ngay là vậy thì nghe nhạc gì, đúng không? Thì nếu các bạn nghe những cái nhạc mà nó tương đối đặc thù, ví dụ như các bạn nghe muốn nghe nghiên cứu về những cái nhạc như Ấn Độ, nhạc Ả Rập, hay là các bạn nghiên cứu về chèo cải lương, thì đó là những cái loại hình đặc biệt đặc thù rồi thì tôi không nói. Tất nhiên các bạn muốn nghiên cứu về chèo thì các bạn phải nghe chèo, các bạn không có cách nào khác cả. Còn nếu như là các bạn nghe những cái bình thường như tôi, ví dụ nghe nhạc bình thường chúng ta hay nghe những cái nhạc pop hay là các bạn nghe rock hay là R&B hay tất cả những cái loại hình như vậy, thì nó đều xuất phát, nó đều có cái nguồn gốc cả. Và chúng ta phải tra ngược về cái nguồn gốc của nó và chúng ta tập nghe cái đó. Chúng ta không thể bắt đầu từ cái ngọn được đâu, chúng ta phải bắt đầu từ cái gốc đó. Thì chúng ta biết là tất cả những cái nhạc pop các thứ, rock các thứ, thì nó xuất phát từ nhạc jazz. Nếu không có nhạc jazz nó sẽ không có cái đó. Và blues, jazz nói chung, và nhạc jazz là cái cuộc hôn phối giữa cái hòa âm của nhạc cổ điển và cái tiết tấu của người da đen, lấy cái đặc sắc như vậy. Cho nên chúng ta lại cũng cần phải nghe nhạc cổ điển để chúng ta hiểu về nó, chứ đừng có nghe ai nói là cái bài đó bây giờ có nghĩa là nhạc jazz. Chúng ta nghe như vậy chúng ta hớt cái ngọn, mà nhiều khi nó không đúng cái ngọn này còn nguy hiểm nữa. Ta phải tra ngược về ta. Và bây giờ thì nhờ cái điều kiện nó dễ lắm, các bạn lên YouTube và các bạn gõ cái là nó ra. Nhưng mà tôi nghĩ các bạn phải nên tra một cái đường dẫn nào đó mà người ta nói về, ví dụ như lịch sử nhạc jazz chẳng hạn, hay là lịch sử nhạc cổ điển, thì chúng ta lần theo cái đó và chúng ta lần theo những cái người nghệ sĩ, nhạc sĩ chơi hay nhạc jazz, những cái ông nhạc sĩ và nhạc cổ điển, chúng ta nghe và chúng ta tìm hiểu. Giả sử các bạn nghe theo cái album ấy, chứ đừng có nghe theo từng bài rồi nó lung tung lang tang lên. Đó, các bạn nghe theo cái giai đoạn sáng tác, giai đoạn chơi nhạc, và chúng ta nghe nghe theo từ cái album. Đó. Thì nếu các bạn một tuần các bạn nghe được một album đi, thì một năm các bạn đã có nghe được 50 cái album rồi. Đó, và chừng 4 năm chẳng hạn thì các bạn nghe được khoảng 200 cái album, đâu phải là ít đâu. Và cái đó nó thậm chí các bạn trong vòng 2 năm thôi mà các bạn nghe được 100 cái album mà tốt, thì tôi cho rằng cái đó nó có giá trị hơn nhiều cái chuyện mà chúng ta cái tập đánh thế này thế kia. Tôi nghĩ nó không có giá trị lắm. Tại vì sao? Tại vì một khi chúng ta nghe được cái nhạc tốt rồi thì chúng ta sẽ hướng theo cái đó, đúng không? Cái đó là cái chuẩn mực cao để chúng ta muốn hướng tới, thì chúng ta không thể nào mà đánh dở được. Chúng ta luôn hướng hướng tới cái hay hơn mà. Đó, thì cái con đường đó là cái con đường đúng. Còn khi chúng ta nghe mà nghe lung tung ấy, thì chúng ta lại hướng theo cái lung tung, thì tôi cho là nó không ổn lắm. Thì các bạn có thể tra trên internet. Thí dụ như còn các bạn nào mà có thể mua được thì nó có nhiều cái, ví dụ như cái quyển này chẳng hạn. Là cái quyển về lịch sử nhạc jazz thì các bạn đọc trong đó, rồi các bạn thí dụ như tôi là tôi xuất phát từ cái quyển này về nhạc jazz, thì tôi lần theo các cái album theo cái lịch sử của nhạc jazz và
và tôi nghe. Đó. Rồi thí dụ nhạc cổ điển. Đó. Thì các bạn có thể lấy bất cứ cái nào, nhưng mà thí dụ như là cái quyển này cho vui. Thì nó hay có cái quyển là sẽ ví dụ như cái này là 1.000 cái 1.001 cái album mà bạn về nhạc cổ điển của bạn phải nghe trước khi chết. Thì tất nhiên là họ lấy chơi cho nó vui. Đó. Đó. Thì cái nó hay có những cái quyển kiểu kiểu như vậy. Tất nhiên là nó không nhất thiết nhà cái này, nhưng mà họ viết cũng đàng hoàng tử tế, và tất cả những cái họ giới thiệu thì tôi thấy là nó cũng nghiêm túc đó. Thì cái đó là một cái, thật sự là cái lời khuyên của tôi, mà các bạn ngay cả các bạn không cầm cái đàn để các bạn tập, mà các bạn tập trung các bạn nghe, vì cái đó thì theo tôi đó là một cái nền tảng vững chắc cho cái thẩm mỹ âm nhạc của mình. Tôi xin nhắc lại, đây là những dành cho các bạn, thí dụ nghe nhạc giống như tôi nghĩ là những cái mà nó dựa trên cái nhạc cổ điển và nhạc nhạc jazz, những cái nhạc thịnh hành mà chúng ta hay nghe, chứ nó không phải là cho những cái đặc thù nào, chứ nó không có tính chất phổ quát cho toàn thế giới được. Các bạn hiểu ý nó là như vậy. Rồi, xin cảm ơn.